Ok nha, hai sao bạn đã trở lại với channel của mình là Trung Mimi đây. Và chào mừng các bạn đến với tập 16 của series Học sinh cá biệt ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi làm phi công nè. Đó, các bạn thấy chiếc Arius Airbus vừa hạ cánh không? Chúng ta sẽ lấy chiếc đó đi chở khách. Hành khách vẫn còn nguyên trên máy bay để đang trung chuyển đi sang nơi khác. Mình sẽ chạy sang cướp máy bay luôn. Đó, nay bạn kêu mình đi làm phi công chở khách bằng Học sinh cá biệt. Ok, mình sẽ đi thôi. Bạn nhớ like thật nhiều video này nha, nếu đủ phát hiện like sẽ có video mới nhất. Cũng như đừng quên đăng ký kênh của mình, kênh Hành Trung Minh này. Bạn mấy hôm nay các bạn đăng ký khá là nhiều, rất là vui. Không các bạn sẽ tiếp tục đăng ký kênh để ủng hộ mình. Bạn nào chưa đăng ký thì bấm vào nút đăng ký ha. Bạn nào đăng ký rồi thì bấm vào nút quả chuông để nhận thông báo từ video. Kể lại đi anh ơi, em tới rồi. Sau 30 giây quảng cáo kênh, bây giờ chúng ta sẽ đi cướp máy bay. Máy bay chạy nhanh hơn mình ta. Cướp máy bay luôn chứ. Mà xin cá biệt, cướp máy bay đi làm phi công mà. Ổn về. Mình cảm thấy nhỏ bé vậy. Anh em đang thân tút cảm thấy nhỏ bé khi đứng ghế chiếc máy bay này. Đó. Mình phi công rồi, bị đủ việc rồi, mình phải giết người diệt khẩu. Rồi cú đánh mình mạnh thiệt, bập lợn với phi công rồi. Bụng béo nè, mình bắt chớ nhóm lại vừa bút một file vô lô đó đó, bút vô lô ghê chưa. Nó bay ồn quá. Phải ve ra heo đường băng đi bay cái gì ta, ve ra đường băng đừng biết cái này chưa, đừng biết ve heo cái mũi tên nó vẽ rồi bắn trước heo mũi tên đó là chuẩn. Nó đi heo mấy cái đường băng nè, đi thẳng lên. Ngồi trong đây sao mà thấy đường lái ta, rẽ nè, rẽ trái. Ủa rẽ sao rẽ rẽ gãy qua được. À rẽ như đây nè, mình không nhắm được, mình không có nhắm đường được. Cho cái bánh trước đó, nó chạm theo cái đường màu vàng á là đi chuẩn. Thôi kệ, rẽ đại đi. Mình chưa học phá huấn luyện lái máy bay nên nên lái hơi còn bị gà đó. Dè máy bay lại bị cắt cắm nha. Tại khi mình mod chiếc này 400 mã lực nữa thôi thôi chạy cũng được luôn nha. Điều kiện thời tiết cho sáng sủa lên chút thôi đó, trời nắng gắt. Chúng ta sẽ cắt cánh lúc mấy giờ chiều đây, lúc 12 giờ trưa phải chuẩn bị khởi động mà bắt đầu cất cánh. Phải đạt vận tốc 100 km/h và vẫn còn lên nữa. Đang bay 180 rồi, kéo lên đó, đã cất cánh các bạn à. Đó là đã cất cánh lên. Rồi mình đã mod chiếc này theo cách Super Sonic là các bạn đã biết là 400 mã lực rồi đó. Và học sinh cá biệt lái là phải có khác phi công thường. Các bạn nhìn nè, chuẩn bị nha, chuẩn bị đó, vừa qua diễn tập âm thanh nè. Mình khuyên các bạn một câu là nắp dây an toàn đi. Mọi người trong cái ba nắp dây an toàn hết. Chúng ta chuẩn bị vừa qua diễn tập siêu thanh. Vận tốc âm thanh với lộn, siêu thanh là gì mình chả biết nữa, vận tốc âm thanh. Vận tốc cao lại. Thứ cái thứ điều chỉnh cho phù hợp với máy bay, đèn bài. Ok. Đó, anh em qua thông số mình đã quy chỉnh rất là tuyệt vời với chiếc máy bay này. Nó
bay lên cao anh đó. Có ai bị nghiêng vậy ta? Gió đẩy nó bị nghiêng. Đó. Máy bay đã đạt trên qua có không anh luôn. Đại dân tóc siêu anh đó, chưa? Cũng nè. Ôi xin dân tóc ông anh các bạn à. Và đó là cái kết của bạn của hành khách kia đi dám để cho phi công là học sinh cá biệt lái máy bay đó kìa. Tập thẳng lên trời luôn như một vị thần. Đạt gần đạt độ cao mát rồi, cao mát là giới hạn luôn á, là bay hết tới rồi luôn. Mình phải vòng lại, mình bay khỏi bản đồ các bạn ơi. Phải lao đầu xuống được. Mình bay nhanh quá mình lao khỏi bản đồ rồi. Đó, mình lao xuống được đó. Kéo lên. Và đó là bà nãy ra hoài vũ trụ luôn. Đúng rồi, xin cá biệt lái rồi, là ăn xuống biển luôn kìa. Anh em nhìn thấy không, trái đất nó cong luôn rồi, nhìn thấy rõ ràng. Ngàn km trên giờ, vậy đang lao xuống nữa, cái tiếng gích của máy bay kìa. Kéo căng lên. Khó. Giờ chúng ta phải hạ cánh chiếc máy bay. Ê, kéo căng lên. Ồ, kéo lên đã, kéo lên được. Giờ chúng ta phải hạ cánh xuống sân bay. Ồ, cái chuyện này là cực kỳ khó nè. Đây cái đường VIP đến đường đó là đường cất cánh. Đường hạ cánh bên đây. Không phải hạ cánh được máy bay như vậy tốc siêu khủng này. Không phải là điều đơn giản. Còn giảm thì tốc rồi. Giảm thì tốc. Giảm hơi bị lâu á. Máy bay ngừng động cơ luôn kìa. Bị hạ cánh. Giảm. Đang chuẩn bị hạ cánh, ok. Nói gì vậy? Tao là máy bay ở đây bay ra mà. Nó còn nói mình là phải ấy nữa. Ok, mình sẽ chơi cái trò khó hơn, mình sẽ hạ cánh cái sân bay nhỏ xíu luôn. Sân bay ở ngoài sa mạc, ngoài bang Texas. Hy vọng sẽ hạ cánh được. Học sinh cá biệt mà hạ cánh đâu được, hạ cánh chứ cổng trường cũng được đó. Mà thôi. Đó. Trời sương mù quá. Chuyện này không tốt, tốt cho chiếc bay của chúng ta tí nào. Đề nghị hành khách thắt dây an toàn nha. Bạn thắt dây an toàn bằng cách là nhấn vào nút đăng ký kênh nha các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh, đăng ký channel của mình là đã thắt dây an toàn. Thì nhấn vào nút quả chuông là sẽ được tặng một cái dù để các bạn có thể nhảy ra khi trường hợp khẩn cấp máy bay rơi. Thì máy bay của mình mà không có đem dù rồi một sự là kiểu như là cái ý nghĩ là quá tệ, đi máy bay của mình là phải cắt mua sẵn cái dù. Cái dù mà cái dù che mưa các bạn nhảy trên máy bay xuống lấy cái dù đó ra che được á. Gió nó sẽ thảy bạn bay lên lại như trong cái truyền hình ấy. Hai trăm rưỡi
Ở đây chưa kích hoạt siêu hành được rồi. Rồi kích hoạt siêu hành luôn. Mà tới đây phải giảm tốc độ thôi. Siêu hành kích hoạt chỉ khi mát biết mới kích hoạt được. Ủa có một máy bay chuẩn bị hạ cánh phía dưới kìa. Okay. Cái cánh này dài quá không biết có bị dướng nhau không á. À đụng đá. Phải đá, phải nồi. Dạ ok ha, video hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Nếu bạn thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe để ủng hộ channel của mình. Ok, chào tạm biệt các bạn. Hãy đặt ra thử thách cho học sinh các bạn ha. Hôm nay làm phi công máy bay thương mại, máy bay thương mại. Anh em biết nó bự không? Bự khó lái phải đái. Không thấy đường. Quan trọng là không thấy đường lái á. Lái thì dễ. Mình cố gắng bắn nó rớt xuống nè. Ôi trời ơi, xe đụng. Mình chỉ đến đầu bắn mà trời. Đó, mình cố gắng chạy lại ngay cái chỗ rớt xuống thôi. Rớt nhanh quá các bạn. Lấy mãi thì nhanh. Đâu ta? Thì nhanh là gì? Phát run không? Phát run này. Super zoom nữa. Bắn lên trời. Đấy. Đó, chúng ta sắp tới được rồi. Ủa sai gì vậy? Lên trên đây nè. Có gì vậy? Lên trên này bắn mới chuẩn nè. Đó. Sắc mặt. Sao á? Rớt xuống là nó nổ liền. Bây giờ quăng con khói lên trời rồi. Chạy lại. Bùm. Mình bọn bùng nổ nè. Cười nhé nữa ăn bơm nổ rồi nè. Mình có trò này vui nè, bây giờ mình sẽ thảy lên gạch nổ rồi mình nhảy lên trời mình nổ cái không nè. Đó bước nổ đấy trời nhé, nó nổ ngay lúc mình nhảy lên nè, để coi mình chết không nha. Mình nổ trên không mới chết đâu. Tắt cho bất tử đi. Còn nhiễm chết. Hú rồi. Bùm bể đầu. Ghê chưa? Dạ ok, chào tạm biệt các bạn nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm vào nút đăng ký kênh giúp mình.